Xin chào các thầy cô, như vậy là những tiết học cuối năm đã đến rồi và để cho tiết học được thêm vui vẻ, các em tiếp thu bài học tốt, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn trò chơi Vòng quay kỳ diệu. Với trò chơi này, các thầy cô có thể chia lớp thành các tổ nhóm để chơi trò chơi với 8 câu hỏi tương ứng với 8 bài hát các em đã được học. Ở đây mình xin làm ví dụ môn âm nhạc lớp 2 với 8 câu hỏi sẽ có 8 bài hát tương ứng với 8 file âm nhạc để các em nghe và đoán tên giai điệu bài hát đó. Các thầy cô xem video nếu thấy phù hợp có thể để lại bình luận để mình chia sẻ miễn phí PowerPoint trò chơi này. Cách chơi như sau. Sau khi chia các tổ hoặc nhóm, các tổ nhóm lần lượt sẽ quay. Với lượt quay thứ nhất, ví dụ là 80 điểm tương ứng với câu hỏi số 1. Giai điệu sau có trong bài hát nào? Sau khi nghe hết giai điệu thì học sinh sẽ đưa ra kết quả và thầy giáo sẽ đưa ra đáp án. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục để quay lại. Các đội khác sẽ quay. Như vậy là vừa rồi, mình xin chia sẻ đến các bạn trò chơi vòng quay kỳ diệu để sử dụng trong các tiết ôn tập môn âm nhạc. Các bạn nếu thấy hay, có thể để lại bình luận, mình sẽ chia sẻ trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn.